Một công dân ở Anh Quốc tự mở đường và thu phí lưu thông tin tự Anh Quốc. Mới đây thì một người đàn ông ở Anh Quốc đã tự mình xây dựng một tuyến đường thu phí tư nhân với mục đích là để đi vòng qua một con đường cũ đang bị phong tỏa vì lở đất. Mike Watts đã xây dựng một con đường dài 400 mét băng qua cánh đồng nằm kế một con đường nối giữa Bristol và Bath đã bị đóng cửa từ hồi tháng 2. Việc tuyến đường cũ bị phong tỏa đã khiến cho hành trình qua lại giữa hai thành phố kéo dài thêm cả tiếng đồng hồ, khiến cho nhiều hành khách và người dân địa phương cảm thấy tức giận. Watts đã chi ra khoảng 300.000 bảng để xây dựng, quản lý và bảo trì con đường, đồng thời lên cả kế hoạch để xin giấy phép hoạt động chính thức. Để trang trải cho khoản phí nói trên, Watts cần phải thu phí 2 bảng đối với mỗi phương tiện lưu thông và tối thiểu là phải thu được 1.200 phương tiện mỗi ngày. Phát biểu với một đài tin tức địa phương, Watts đã cho biết là ông rất lạc quan về mục tiêu của mình. Trạm thu phí trên con đường của Watts được duy trì hoạt động trong suốt 24 giờ một ngày. Cho đến đầu tháng 10 vừa qua, thì Watts đã thu phí trên 100.000 chiếc xe và bù được 180.000 trong số 300.000 bảng tiền vốn ban đầu. Theo người đàn ông này cho biết, thì con đường nói trên không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là công trình hỗ trợ cộng đồng. Theo dự kiến thì tuyến đường chính ở Bristol đến Bath sẽ không thể sửa chữa xong trong thời gian từ nay cho tới cuối năm. Con đường tư nhân của Watts sẽ được duy trì hoạt động cho tới tuyến đường cũ được sửa chữa hoàn tất.